Sau nhiều lần thay đổi, cuối cùng huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam tiếp tục công việc của mình, mà trước mắt là sự chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia trong chuyến làm khách của Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Tối muộn ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng vợ đã trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ tại Hàn Quốc. Ngay trở lại này, gia đình nhà cầm quân người Hàn Quốc chủ động đặt vé cũng như là chủ động phương tiện di chuyển về Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong ngày 24 tháng 2, huấn luyện viên Park sẽ có buổi kiểm tra sức khỏe. Một ngày sau, ông sẽ cùng Tổng thư ký Lê Hoài Anh và cán bộ phòng đội tuyển quốc gia họp bàn về những kế hoạch tiếp theo của đội.